Ngày xưa, ở xứ Wonderland, có nàng công chúa Viva xinh đẹp, sở hữu phép thuật làm cho muôn hoa đua nở và trao sự sống cho các loài thực vật. Chỉ cần Viva đưa tay ra, mỗi loài cây, loài hoa sẽ thi nhau nở rộ, tràn đầy sức sống. Ấy là vì khi xưa, khi công chúa mới chào đời, có một luồng phép thuật xanh bay từ bầu trời đến chiếc đôi của nàng và ban tặng nàng món quà này. Và từ đó, công chúa Viva có được khả năng kỳ diệu và nàng đều dành thời gian cùng người dân chăm sóc cây cối, lương thực nên họ được coi là báu vật của vương quốc. Nhưng một ngày nọ, khi Viva định sử dụng sức mạnh với mầm cây nhỏ, thì từ tay nàng bỗng tỏa ra làn khói hắc ám bí ẩn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao phép thuật của mình lại tỏa ra ánh sáng hắc ám và khiến mầm cây bị héo úa như vậy? Không được, mình phải thử lại lần nữa để tìm nguyên nhân của chuyện này. Sau đó, Viva vội vã chạy ra vườn và thử nghiệm phép thuật lại lần nữa, nhưng những làn khói đen từ tay nàng đều khiến đám cây cối lụi tàn. Không may, những người dân lại đang đi đến làm việc hôm ấy đã vô tình chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, liền hốt hoảng truyền tai nhau. Nhìn tay công chúa xem, hình như phép thuật của công chúa bị ám rồi đó. Chứng tỏ năng lực được ban tặng của công chúa đã biến mất rồi. Thậm chí phép thuật hiện tại của nàng còn gây ra tai họa cho mùa màng của chúng ta nữa đó. Nếu nói như vậy thì đất nước này sắp rơi vào cảnh lầm than rồi. Ngay lập tức, mọi người thưa lại chuyện này với hoàng gia và đề nghị công chúa phải được tạm giam lại để không phát tán phép thuật hắc ám ra toàn vương quốc. Mặc dù đức vua và hoàng hậu rất đau lòng, nhưng vẫn quyết định đưa Viva tạm nhốt ở trong phòng. Phải làm sao bây giờ? Nếu mình tiếp tục không thể lấy lại phép thuật như trước đây thì chắc chắn sẽ bị nhốt trong phòng mãi mãi. Mình phải tìm ra nguyên nhân và cách hóa giải điều này càng sớm càng tốt. Trong lúc Viva đang rối bời, nàng nhìn thấy một chú bướm bay ngang qua khung cửa sổ và mang theo làn khói hắc ám. Luồng khói hắc ám này rất giống với phép thuật trên tay mình. Như vậy, nếu đi theo chú bướm này, mình sẽ có thể biết được sức mạnh tại sao lại biến mất và nguồn gốc làn khói là do đâu. Bướm ơi, ngươi có thể dẫn ta đến nơi có làn khói này được không? Sau đó, Viva lén trốn ra khỏi cung điện và đi theo hướng chú bướm dẫn đường một khu rừng mờ ảo. Trong lúc Viva đang đi trên đường, nàng nghe thấy một tiếng cú thất thanh vang vọng gần đó. Có ai đó không? Làm ơn cứu ta với. Với bản tính tốt bụng, Viva lần theo tiếng vọng của âm thanh kêu cứu và nhìn thấy một cô gái đang bị ngã dưới hố. Cô, làm ơn, xin hãy cứu ta với. Được, ta sẽ cố gắng hết sức. Viva nhìn quanh, rồi dùng một sợi dây leo ở quanh đó để cứu cô gái lên. Tuy nhiên, trong lúc Viva giải cứu Aira, hai người không biết rằng có một ánh sáng nhỏ lóe lên khi họ chạm vào tay nhau. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã cứu tôi. Không có gì, nhưng mà cô là ai vậy? Tại sao lại ở nơi âm u như thế này chứ? Tôi là Aira, là một cô gái xui xẻo, sống trong ngôi làng gần đây. Quá ra, Aira cũng từng nhận được một luồng phép thuật từ khi còn nhỏ. Nhưng phép thuật của Aira lại bị coi là điềm xấu của cả ngôi làng, gây ra rất nhiều rắc rối do thiếu sự kiểm soát mỗi khi cô bị hồi hộp, sợ sệt điều gì đó. Thậm chí, sức mạnh của Aira còn tạo ra làn khói hắc ám, khiến cho ngọn lửa phép thuật ngày càng mất kiểm soát. Vì vậy, cô bị người dân xua đuổi ra khỏi làng và lang thang đến khu rừng này khi nhìn thấy một làn khói đen giống như trên tay mình ở đây.
Hình như phép thuật của chúng ta đang cùng ảnh hưởng bởi những làn khói đen này. Cô nói ta mới để ý đó. Như vậy không lẽ sức mạnh của chúng ta có liên quan tới nhau? Dù ta không biết sức mạnh của chúng ta có bí ẩn gì, nhưng thay vì đứng đây, chỉ bằng chúng ta cùng đi tìm cội nguồn sức mạnh và nguyên nhân những chuyện kỳ lạ này xảy ra đi. Nghe cũng có lý đó. Nhưng cô không sợ tôi mang đến xui xẻo cho cô sao? Không bao giờ. Nói rồi, họ lại tiếp tục lên đường theo sự chỉ dẫn của chú bướm. Trong khoảng thời gian đó, hai cô gái tâm sự rất nhiều điều và càng ngày càng trở nên thân thiết với nhau. Và rồi có những đêm trời trở gió lạnh, Aira vì thương bạn nên cố gắng dùng thử phép thuật của mình để tạo ra lửa cho Viva. Tuy nhiên, vì lo lắng nên Aira một lần nữa không thể điều khiển được sức mạnh và gây ra sự cố cho Viva. Xin lỗi, tôi không cố ý. Không sao đâu, ta ổn mà. Với lại, ta thấy sức mạnh của cô cũng rất thú vị và hữu ích đó chứ. Thật sao? Chưa từng có ai nói như vậy với tôi hết. Ai cũng nói tôi chỉ biết gây rắc rối thôi. Không sao, chắc chỉ là vì cô lúc nào cũng giữ tâm trạng tiêu cực, cho nên việc điều khiển phép thuật có vấn đề thôi. Vì vậy, lúc nào chúng ta hóa giải được làn khói đen này thì hãy cùng nhau luyện tập nhé. Sau khi nghỉ ngơi, họ tiếp tục lên đường. Rồi từ khi nào, họ cũng đến một căn nhà gỗ ma mị, nơi mà tất cả các làn khói đang tỏa ra. Trong lúc đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, hai cô gái nghe thấy một tiếng gọi ma mảnh. Còn đứng đó làm gì nữa? Mau lại đây, hai mảnh ghép phép thuật của ta. Những người mang sức mạnh của sự sống và quỷ diệt mà bấy lâu nay ta vẫn luôn tìm kiếm. Bước vào căn nhà, họ nhìn thấy một mụ phù thủy đang giang tay chào đón nồng nhiệt. Bà biết chúng tôi sao? Với lại đây là đâu mà lại xuất hiện những làn khói hắc ám kia chứ? Đương nhiên rồi, vì phép thuật của ngươi đang sở hữu chính là của ta mà. Trước đây ta đã dành rất nhiều công sức để luyện ra hai loại phép thuật này để thống trị xứ Wonderland. Một loại phép thuật sự sống giúp ta có thể hồi sinh thế lực hắc ám, còn loại kia có khả năng phá hủy tất cả. Tuy nhiên, khi ta đang định kết hợp sức mạnh của chúng với nhau thì gặp phải một nàng tiên đến phá đám, khiến cho phép thuật của ta bị phân tán và bản thân cũng bị trấn yểm ở trong căn nhà gỗ này. Ta đã phải mất rất nhiều thời gian để tạo ra làn khói hắc ám này, để kêu gọi hai nguồn sức mạnh trở về bên cạnh mình. Và bây giờ, các ngươi đã ở đây rồi, bây giờ mau truyền lại phép thuật trả ta nào. Không thể như vậy được. Dù cả đời này ta có phải giữ lại phép thuật đã bị hắc quá thì cũng không thể để cho bà có được sức mạnh nhằm làm hại người vô tội ở Dương quốc đâu. Ira, chúng ta đi thôi. Nhưng mà nếu như tôi giữ lại phép thuật này thì sẽ càng khiến bản thân tôi trở nên xui xẻo và bị người khác ruồng bỏ. Không phải như thế đâu Ira, chúng ta sẽ cùng giúp nhau khống chế lại phép thuật. Các ngươi đang nói nhảm nhí gì vậy? Một khi đã bước vào đây thì kể cả muốn hay không thì cũng phải trả phép thuật lại cho ta. Dứt lời, mụ phù thủy lập tức tấn công Viva để lấy đi nguồn sức mạnh. Tuy nhiên, Viva vẫn cố gắng phản kháng và thoát khỏi sự khống chế của phù thủy. Lúc mụ phù thủy định tiếp tục ra đòn về phía Viva thì Aira đứng ra chặn lại. Xin bà hãy lấy phép thuật quỷ diệt của ta và hãy tha cho Viva đi. Cô ấy không thể chịu nổi đòn tấn công của bà nữa. Đừng làm như vậy Aira, như thế vương quốc của chúng ta sẽ bị hủy diệt mất. Đứa nào trước cũng được, bởi vì đằng nào ta cũng sẽ giành lại cả hai nguồn phép thuật mà thôi, chẳng có gì quan trọng. Sau đó, mụ phù thủy nhanh chóng bắt lấy Aira và hút lấy sức mạnh của nàng. Nhưng ngay lập tức, Aira lại bùng lên ngọn lửa phép thuật quanh người. Có điều, vốn Aira không thể kiểm soát được phép thuật của bản thân, nên cô cũng dễ dàng bị mụ phù thủy phản đòn lại. Lũ ngốc, các ngươi dám chống lại ta hay sao? Nằm mơ đi. Mụ phù thủy tức giận, hóa phép bắt cả Viva và Aira về phía mình rồi cười vui vẻ. Hơn nữa, với gần như toàn bộ sức mạnh mà ta hút được của cả hai ở đây cũng đủ để ta phá hủy nơi này rồi. Xin lỗi, vì đã không cứu được cô. Không sao đâu, ít ra thì cô đã cố gắng hết sức và có lại sự tin tưởng vào bản thân để dùng phép thuật bảo vệ cho mọi người. Ta rất tự hào về cô đó.
Giờ chúng ta đang ở trong thế yếu, nhưng hai chúng ta chắc chắn sẽ có thể giành được chiến thắng, miễn là chúng ta có niềm tin. Cô có đồng ý vậy không? Viva nắm lấy bàn tay Aisha và cả hai cùng truyền những nguồn phép thuật cuối cùng cho nhau, với hy vọng có thể cùng chiến đấu đến giây phút cuối. Chuyện gì xảy ra vậy? Không. Và chính niềm tin, sự đoàn kết và thấu cảm của cả hai đã giúp họ có được sức mạnh tổng hợp để ngược lại đòn tấn công của mụ phù thủy. Chúng ta đã thắng rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu, mỗi loại phép thuật đều sẽ có ưu và nhược điểm của mình. Chỉ cần tin tưởng và bản thân của mình luôn cố gắng và cố gắng suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp. Đúng rồi đó. Vì vậy sau này chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết và khai phá thêm nhiều phép thuật nhé. Cuối cùng, dưới sự hợp lực của Viva và Aisha, họ đã giành chiến thắng và khiến mụ phù thủy tan biến. Sau đó, Viva vui vẻ ôm lấy Aisha trong niềm vui hạnh phúc và đưa nàng về vương quốc của mình. Từ đó, Viva và Aisha luôn đồng hành giúp đỡ mọi người trong vương quốc và là bạn tốt mãi mãi về sau. Có chuyện hay rồi đây. Bại trận dưới tay Banner khiến cho Matthew không cam tâm. Hắn ta bỏ về trong tâm trạng bức bối. Đi được nửa đường thì hắn gặp một con sói chặn đường. Ôi chàng trai, đừng sợ, đừng sợ ta, ta không làm hại ngươi đâu. Ngươi là ai? Ta cũng giống như ngươi mà thôi, một nạn nhân bị chèn ép bởi sự bất công của thần thánh. Chuyện là sao? Có thể nói rõ ra không? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chuyện này kể ra thì thật đau lòng. Ta có một người em trai vô cùng lương thiện. Xưa kia chúng ta cùng sống trên đỉnh Asgard cùng các vị thần. Nhưng vì sức mạnh của chúng ta quá lớn, khiến các vị thần ghen tị, sợ chúng ta cướp mất quyền hành, họ đã đẩy ta xuống trần gian và nhốt em trai của ta xuống biển sâu. Ta sớm đã chứng kiến cuộc thi tài vừa rồi và nhận thấy cậu chính là người tài giỏi nhất. Vậy mà các vị thần lại đi chỗ cái tên yếu xìu kia. Có lẽ họ cũng lo sợ sự mạnh mẽ của cậu sẽ nuốt chửng họ. Trời, ta không ngờ các vị thần lại xấu xa như vậy. Ta cũng không cam tâm với kết quả cuộc thi này chút nào. Làm sao ta thua cái tên Banner đó được chứ? Vậy người có muốn hợp sức với ta không? Hai chúng ta bắt tay cùng nhau đòi lại những thứ thuộc về mình. Đến lúc đó cả ta và người đều có sức mạnh vô biên. Các vị thần sẽ gục dưới chân chúng ta. Được, vậy ta phải làm gì tiếp theo để giúp người đây? Người phải tìm cách trộm được chiếc tù và thần của tên Banner kia. Ta sẽ dùng sức mạnh của chiếc tù và cứu em trai ta ra, mà chúng ta sẽ đại náo Asgard. Nhưng mà chiếc tù và được cất trong cung điện của Banner trên đỉnh Asgard, làm sao ta lên đó được? Ta sẽ ban cho ngươi một ít sức mạnh và hai chiếc nanh. Ngươi cứ về làng tỏ vẻ hối lỗi rồi làm thân với Banner, kiểu gì cũng sẽ tìm được cách lên đó. Được, cứ tin ở ta, ta nhất định giúp cho kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. Là nói về mẹ của Banner, sau khi được Banner đón lên trời, bà cảm thấy không quen và ngỏ ý muốn xuống hạ giới. Banner tuy rất buồn nhưng cũng chiều theo ý mẹ, đưa mẹ về nhà và thường xuyên xuống thăm nom mẹ. Matthew lợi dụng điều đó, hắn ta giả vờ hoàng lương chạy sang chăm sóc ân cần với mẹ Banner. Những việc như thế này, sau này bác cứ gọi con. Sức khỏe bác không tốt như vậy, đừng cố gắng làm một mình. Cảm ơn con thật là tốt bụng quá. Con đâu có tốt bụng đâu. Trước đây con còn đối xử chẳng ra sao với Ben nữa. Bây giờ con cảm thấy rất là có lỗi. Không sao đâu con, chúng ta đều không trách con. Con biết mình sai và hối lỗi như vậy đã tốt lắm rồi. Cậu, sao cậu lại ở đây vậy? Tôi
tôi chỉ... Thằng nhóc này nó sang đây giúp mẹ việc nhà đó. Nó còn luôn miệng nói thấy có lỗi với con nữa kìa. Phải, Banner, tôi thật sự xin lỗi vì những điều sai trái tôi đã gây ra trước kia. Cậu có bằng lòng tha lỗi cho tôi không? Tôi vẫn luôn sẵn lòng. Cảm ơn cậu vẫn luôn chăm sóc cho mẹ tôi. Chúng ta từ giờ sẽ là bạn nha. Kể từ đó, Matthew và Banner trở nên thân thiết hơn hẳn. Hai người cùng nhau chăm sóc cho mẹ Banner, cùng nhau vui vẻ nói cười. Ôi, bầu trời xanh, trong vắt, nhìn đẹp ghê. Không biết cuộc sống trên những đám mây kia còn đẹp đẽ đến thế nào. Cậu thích bầu trời như vậy sao? Cậu có muốn lên thăm cung điện của tớ trên đỉnh Argus không? Được như vậy sao? Trời ơi, có gì đâu mà không được chứ. Đi nào, tớ dẫn cậu đi. Làm tốt lắm chàng trai. Người đúng là tài giỏi như những gì ta nghĩ. Hả? Này chàng trai, cậu có muốn hợp nhất với chúng ta để cùng nhau đánh bại các vị thần không? Mà chúng ta kết hợp lại sẽ có sức mạnh bất bại, không ai bì kịp đâu. Khi biết được chuyện rắn đã được cứu ra, các vị thần cảm nhận được sắp có một trận chiến khốc liệt, cho nên chuẩn bị đội hình sẵn sàng nghênh chiến. Thần Tho đứng ra nghênh chiến đầu tiên, vì vốn Tho và rắn Samugan là kẻ thù không đội trời chung. Thần Tho rất tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng nhanh chóng rơi vào yếu thế, vì lần này rắn có sự hợp lực của cả sói. Banner, ngươi hãy mau lên tu và ra chiến đấu cùng ta. Tu và của ngươi là vũ khí thượng cổ, ngoài việc tạo ra mưa còn có thể diệt trừ yêu ma, xua tan tà khí. Banner, ngươi đúng là tên ngốc. Bị ta lừa lâu đến vậy vẫn không biết gì sao? Chính ta là người đã đánh cắp chiếc tù bà và thả rắn thần ra. Ngươi uổng công, ta coi ngươi là bạn của ta. Sau khi bắt được Matthew, các vị thần lập tức đưa Matthew, sói và rắn nhốt vào ngục tối của Asgard và phong ấn chúng lại mãi mãi. Cuộc chiến kết thúc, mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Thần Thor được cứu chữa kịp thời nên cũng đã nhanh chóng bình phục.
Bander cũng từ đó mà rút ra một bài học cho sự lơ là cảnh giác của mình.